trượng, thân dài mấy trượng, không có tay chân, quằn quại lăn lóc, hàng ngàn người đến xem. Ngài A Lan thấy vậy về bạch Phật, Phật và đại chúng cùng nhau đến hồ ấy xem. Đại chúng nghĩ rằng nay đây Đức Như Lai sẽ nói rõ đầu đuôi việc con trùng ấy cho mọi người nghe. Phật bảo đại chúng, sau khi Đức Phật duy vệ nhập niết bàn rồi, có 500 thầy tỳ kheo đi qua một ngôi chùa. Lúc ghé vào chùa, chủ chùa rất hoan hỉ vui mừng, mời đại chúng ở lại để cúng dường. Ông hết lòng thiết đãi không tiếc món gì. Sau đó có 500 người đi buôn vào biển lấy ngọc. Lúc về cũng ghé lại chùa, các người ấy thấy 500 thầy tỳ kheo theo tu hành tinh tấn, liền hân hoan phát tâm cúng dường, mới cùng nhau nghĩ đến phước điển khó gặp. Chúng con lên cúng dường lễ mọn, mọi người cúng một viên ngọc, cộng được 500 ma ni châu, đem gửi chủ chùa. Sau đó chủ chùa sinh tâm không tốt lập mưu, muốn đoạt lấy của mình, không đem ra cúng dường chúng tăng. Đại chúng mới hỏi ngọc châu của khách buôn bố thí, lên đem ra cúng dường đại chúng. Chủ chùa đáp rằng ngọc châu ấy cúng cho ta, nếu các ngươi muốn đoạt thì có phần quế cho các ngươi, nếu các ngươi không đi ngay bây giờ sẽ chặt tay chân các ngươi quăng vào hầm phần đại vào hầm phần. Đại chúng bị thương người ấy quá ngu si, bèn làm thuy bỏ đi. Vì tội ấy nên nay chủ chùa kia phải chịu phải làm thân trùng này, sau này sẽ vào địa ngục chịu vô lượng đau khổ. Đại lượng khi ấy Phật ở hành phương xa thấy một chúng sinh có cái lưỡi dài, có một cái lưỡi rất dài lớn, có đinh sắt lõng vào lửa